Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Cự sẽ tiếp tục giảng giải và chia sẻ về những giáo pháp vi diệu của Đức Phật qua kinh Trung A Hàm Phẩm Vương Tương Ưng, kinh Bề Bà Lăng Kỳ. Chúng con rất mong qua những chia sẻ và giảng giải của quý Hòa Thượng sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về lời Đức Phật dạy để có một đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị hoan hỷ lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, A Di Đà Phật, dạ chúng con kính chào quý thầy. A Di Đà Phật xin chào đạo hữu Nhật Nguyễn Huy, xin kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, kính bạch thầy, thì tiếp theo chương trình trước là quý thầy đã giảng cho chúng con và quý khán thính giả về kinh Bề Bà Lăng Kỳ, thì cái phần tiếp theo là cũng trong bài kinh này thì chúng con có cái thắc mắc là tại sao mà khi Đức Phật Ca Diếp mà lại từ chối không có nhận lời ở lại an cư ở thành Ban La Nại với vua Giáp Bề ạ. Dạ. Phật, thưa quý vị, khi mà vua Giáp Bề ở tại thành Ba La Mại cung thỉnh Đức Phật Ca Diếp ở lại một ngày để cúng dường rồi, nhưng sau đó thì thỉnh ở lại ở thành Ba La Nại để mà an cư. Nhưng mà Đức Phật ba lần như vậy vẫn từ chối thì vua Giáp Bề rất là buồn. Thì hỏi sao thì Đức Phật đó mới trả lời rằng là tâm của vua tùy hỷ thì được rồi, bởi vì ngài muốn đến ở chỗ ông thợ lò gốm, tức là Nang Đề Bà La đó, để mà nhận cái sự cúng dường cũng như cái vùng đó để mà hóa độ tất cả những cái người mà như là bạn của ông rất là giàu có, tức là đồng tử Udala. Thì đây là cái điều mà mỗi một Đức Phật đều biết rằng là cái khi như là cái vị vua đó có một cái tính tâm, đã hiểu được cái điều đó rồi á, thì ngài đã hướng dẫn cho nên tu tập, chứ không phải là ngài cần cái sự cúng dường, bởi vì chư Phật là như vậy. Khi cần ở thì các ngài ở, khi đủ rồi thì các ngài đi, chứ không phải là vì cái thức ăn hay là vì cái vật thực, mà vì một cái điều hết sức cần thiết của cái chí nguyện của chư Phật đó là độ sinh. Cái chỗ nào cần thiết thì quý ngài đến. Cho nên ngài Tố Viện Trưởng và Thượng Thiện Hoa cũng có để một câu nữa là Phật sự cần thì ta đến, Phật sự thành thì ta đi, chẳng ngại khó khăn, chẳng từ gian khổ. Đó là cái chí nguyện của quý ngài đó như vậy, thưa quý vị. Đó là tại sao mà Đức Phật đã từ chối không có ở lại cái thành Ba Nại để an cư với vua Giáp Bệ, mà ngài đi đến chỗ cái người lò gốm Nang Đà Bà La. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý thầy. Dạ, kính bạch quý thầy, thì như lời quý thầy vừa giảng giải xong thì chúng con thấy Đức Phật lại tán thán lại về những cái đức hạnh của ông thợ gốm, là trong cái này có một cái đoạn chúng con cũng xin phép đọc, đó là này A Nan, thợ gốm Nang Đề Bà La xa lìa lấy của không cho, đoàn trừ việc không cho, mà lấy hoặc là cần gì cho mới lấy, hoặc là cái đoạn tiếp theo á, là Nang Đề Bà La xa lìa phi phạm hạnh, đoàn trừ phi phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, tinh tấn tu diệu hạnh, vân vân và vân vân. Thì kính bạch quý thầy giải thích thêm cho chúng con rõ về những cái từ Phật học, nhiều lúc chúng con cũng còn rất là thắc mắc là phi phạm hạnh hay là nghĩa như thế nào, rồi đoạn trừ phi phạm hạnh thì là đoạn trừ như thế nào ạ? Thưa quý vị, cái từ mà phi phạm hạnh tức là chẳng phải cái phạm hạnh. Thường á, thì mình nói rằng cái phạm hạnh á, tức là phạm hạnh tức là cái hạnh tốt đẹp đó. Cái hạnh của vị trời Phạm Thiên đó, mà muốn được sanh trời Phạm Thiên á, tức là phạm hạnh đó, người tốt đẹp đó. Thì cái hạnh này á, nó không có nhiễm dục,
nó không có tham ái về sắc ái, nó không có tham dục, nó làm cho con người nó thanh tịnh, tức là đoạn tất cả những cái sự dâm dục, không có cái tâm niệm dâm dục, không có cái tâm niệm nghĩa là phi phạm hạnh, tức là cái hạnh thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Một cái suy nghĩ đến cái phi phạm hạnh, tức là cái hạnh mà đối với nam nữ sắc, nó cũng không có xuất hiện trong tâm của ông ta. Cho nên Đức Phật mới khen ngợi, mặc dù ở tại gia thì thưa quý vị, vì phải duy trì nòi giống, cho nên Đức Phật cho phép là năm giới. Nhưng mà ông này thì ông còn tu hơn nữa chứ không phải là bao nhiêu đó. Tức là ông giữ cái hạnh thanh tịnh như là người xuất gia. Người tại gia thì Đức Phật cho phép là có vợ, có chồng để duy trì nòi giống, duy trì dòng giống tổ tiên. Nhưng mà cái người xuất gia thì Đức Phật ngài nói rằng là phải tu phạm hạnh chứ không có phi phạm hạnh, chẳng có phạm hạnh. Phi phạm hạnh tức là không có được quan hệ nam nữ, mà quan hệ nam nữ như vậy tức là phi phạm hạnh, không phải là cái hạnh thanh tịnh của cái người xuất gia. Mà ở đây ông Nang Đề Ba La ông vẫn tu, ông giữ gìn cái phạm hạnh như vậy, thanh tịnh như vậy, trong cái tâm niệm thanh tịnh như vậy. Và đặc biệt nữa là tức là ông Nang Bà Bà La, ông đã xa lìa tất cả các cái lấy của không cho, nhưng mà rồi á không cho mà lấy rồi, nhưng mà có lòng á ông cho, thường cho bố thí và hoan hỷ bố thí, ông làm ra của cải, ông đem bố thí, ông cúng dường, ông kêu gọi như bạn của ông để mà hỗ trợ cho Đức Phật, kêu gọi bạn của ông đi tu và xuất gia như vậy. Nhưng mà ông thì ông chưa đi xuất gia được, bởi vì ông trả lời bạn ông ta rằng vì cha mẹ tôi còn mù cho nên tôi ở nhà tôi phụng dưỡng cái đã, bởi vì nếu mà không phụng dưỡng thì bất hiếu mà Đức Phật. Cho nên ngài trong cái vấn đề đó ngài khen cái hạnh của ông ta rất là hay, là ông ở tại nhà ông luôn luôn phụng dưỡng cho cha mẹ ông mù, bất cứ từ cái ăn cái uống cái nơi làm thuốc cái men cái giặt cái vũ, không bao giờ một có một cái lời mà than phiền. Đó là một cái gương hạnh quý vị. Đây qua bài kinh này chúng ta thấy rằng là đây chính là cái điều kiện mà tất cả những con cháu phải thực hiện tất cả những cái điều này. Còn có nhiều người chúng tôi thấy rằng là cha mẹ tới nhà mình sạch láng chơi, để đồ guốc một chút lấy chổi quét ra, rồi dân nước một chút rồi lấy khăn lau liền, rồi nói thôi mẹ cẩn thận chứ không người dân nước những đồ dơ chuẩn là dân khác. Mà khi mà còn nhỏ hả, hồi xưa đâu có tá có đồ như bây giờ, nghĩa là quý vị có muốn tiểu tiện trên mình mẹ cha bất cứ lúc nào cũng được hết, mà cha mẹ vẫn cười cho đó là con nhỏ dễ thương, nó làm nó nghĩa là vô tư vậy thôi, không có gì hết. Còn bây giờ này mình có tiền có của một chút, mình khinh chê đủ thứ cho nên mình không có phụng sự cha mẹ, có làm bể cái bát cái tô mình lại cằn nhằn, có đổ văng chút nước ra mình cằn nhằn. Cho nên đây là một cái hạnh học vô cùng có giá trị trong cái bài kinh này mà chúng ta cũng cần phải học để phụng sự, để phụng dưỡng cho cha mẹ. Mà Đức Phật ngài luôn luôn nhắc nhở rằng cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, cha mẹ hiện tại đó chính là chư Phật chứ không có đâu xa, thưa quý vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý thầy. Dạ, kính bạch quý thầy, thì nhân quý thầy giảng về bố thí thì chúng con thắc mắc là nhất là gần đây cái chuyện bố thí hay là từ thiện mà ở trong nước cũng như ngoài nước nó có nhiều cái việc nó rất là lùm xùm, thì cái người làm cho cái người mà ví dụ người ta có hảo tâm, người ta muốn phát tâm cúng dường hay người ta muốn phát tâm bố thí, nhưng mà những cái người mà họ hành về cái hành cái chuyện mà đi đại diện bố thí đó nó không có được trong sáng, cho làm cho người ta thối tâm, thì những cái trường hợp như vậy là mình phải như thế nào ạ? Kính thưa quý vị, giờ này thì trên sách báo cũng đưa lên rằng là chính quyền đã vào cuộc để điều tra những cái người mà đi bố thí đó, coi thử rằng họ có đúng hay là không đúng. Rồi chẳng hạn như từ nghệ sĩ Hoài Linh, rồi Trấn Thành, rồi Thủy Tuyên, rồi một số người nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng là
một người đã phát tâm rồi thì chắc chắn là họ cũng không có sống trên cái sự đau khổ của người thiếu thốn kẻ khác. Họ cũng đủ tiền rồi, hay là vì một cái bệnh Covid hay cái gì đó cũng có, chứ họ đã phát tâm, họ cũng thấy không, nhiều người dư tiền mà, chứ không 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 cần thiết. Thì nhưng mà chúng ta cũng phải coi lại, chứ chúng ta không có thể tin suông được, phải coi lại coi thứ nào. Thì để chúng ta bỏ tiền vô nó khỏi khỏi chạy mất đi, nó khỏi chạy mất đi. Thì cũng mới vừa đây cũng vậy, chúng ta thấy rằng là cái hội mà lương thực của Liên Hiệp Quốc trên thế giới thì họ đưa ra rằng là rồi đây trên thế giới này sẽ thiếu 6 tỷ Mỹ Kim để mà cứu đói cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Và trên cái tin nhắn thì ông cũng kêu gọi rằng là tất cả những gì giàu có nên đóng góp một ít thì nó cũng không bao nhiêu đâu. Ví dụ nhiều ông tỷ phú rất là nhiều, chẳng hạn như là ông CEO của Tesla, ông Elon đó. Elon gì đó, Elon. The Musk. Elon the Musk. Yeah. Thì ông đó nói nếu mà ông đã bỏ 6 tỷ nhắn sẽ, nếu mà ông ta bỏ 6 tỷ như vậy thì nó mới mất 2%. Cái tiền của ông ta tờ 2% chứ không có nhiều. Bởi vì ông ta tới 289 tỷ nữa. Nhiều lắm. Thì cái ông đó ông mới nhắn lại rằng nếu mà ở cái hội lương thực thế giới đó mà chi tiết ra tất cả những liệt kê ra tất cả những cái giấy tờ thư ký rõ ràng đó, thì ông cũng sẵn sàng cho. Cái đó thì mình cũng thấy không biết là được không, nói thì có được không. Đó là cái điều kiện mà cho chúng ta thấy rằng là cũng phải xem xét, chứ không phải là không có xem xét. Nói qua cái chuyện đó thì cho chúng ta thấy rằng là bây giờ tại trên thế giới họ cũng đói thiếu, thì cái đói thiếu chúng ta cũng cần giúp đỡ. Thì thưa quý vị, thì trong cái cuộc sống đó mà quý vị thường nhắc là năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài, trong một cái bó đũa như vậy á, thì riết một hồi á, thì cũng có chiếc cao chiếc thấp. Thì có những số người họ tham từ tới dễ dãi quá, như làm từ thiện có người tham, nhưng mà có người thì làm hết lòng chứ không bao giờ. Thí dụ như quý vị thấy cái hội từ thiện Hoa Sen Việt, họ làm hết lòng luôn luôn, mặc dù là trước cái sự nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng mà cần á, thì họ đem mà cho. Nhưng mà chúng tôi cũng thường nhắc nhở rằng là thôi bây giờ dịch bệnh quá nhiều á, thì quý vị để đó thì họ tới là lấy. Nói để đó tới là lấy thì lỡ người lấy 2-3 phần, người thiếu làm sao. Nói bây giờ cái đó thì phần của họ, chứ bây giờ cái cho là mình cho chứ thôi, chứ còn biểu người ta đừng có tham á thì cái đó cũng không biết được. Còn không á thì quý vị mà lỡ mà mắc bệnh á thì quý vị làm sao tiếp tục những công việc ở đó nữa. Cho nên có những người mà như quý vị thấy hôm nay là có một số đi từ thiện với cái tấm lòng thiệt thành thật của họ, nó còn lỗ hơn cái số tiền nhận vô nữa, chứ không phải là họ bỏ ra nữa, lỗ hơn cái số tiền nhận vô. Đi cho thí dụ như 400 gia đình, mỗi gia đình cứ mỗi triệu Việt Nam đó, rồi đi cúng dường mấy chùa kia, có một số chùa thiếu không có tiền trả tiền điện hay là loại khác, thì sẵn đó một cái số chùa nghèo nghèo đó thì ông đi cúng cho 200 chùa, cứ mỗi chùa 100 đô có tạm thời trong cái mùa dịch. Chứ còn nói mình cung ứng nhiều thì cung ứng không có đủ, chỉ tạm thời trong cái mùa dịch đó thôi. Nhưng mà quan trọng cái điều là cái tấm lòng nó nhiều hơn là cái của vật chất. Và chúng ta nói rằng là cái vật chất á mà chúng ta lấy đi thì nó mắc nợ, mai mốt phải mang lông đổi sừng để mà trả. Thì làm ngừa, làm ngựa, làm trâu, làm bò để mà trả. Cho nên cái ông tổng thống thứ 16 Abraham Lincoln á, ông cũng nói vậy. Nói bạn có thể giấu người khác trong một lúc nào đó thôi, chứ không có giấu suốt một cuộc đời được. Mà Đức Phật á, thì Ngài nói rằng là cái phước báu á, tạo ra thì nó còn, nhưng mà khi chúng ta tạo cái tội á, mà chúng ta phải mắc nợ đó. Rồi một ngày nào đó
chúng ta cũng phải trả chứ không phải không đâu đó, thưa quý vị. Thì có những cái câu chuyện tôi cũng đã từng kể quý vị, có những người làm lừa để mà trả cái nợ cũ. Có nhiều người phải ở trong cái chậu máu tới 7 năm để trả cái nợ cũ chứ không phải không. Thì đó là nếu mà cái tâm chúng ta không thật đó, thì cái nợ nồng chắc chắn. Quý vị nghĩ rằng là bây giờ họ lấy bây giờ đó, nhưng mà rồi một ngày nào đó thì họ cũng phải trả chứ không phải không trả đâu, thưa quý vị. Đó thì cái điều mà chúng ta nên, nhưng mà chúng ta cũng cảnh báo không có tạo điều kiện nó quá dễ để người ta, nghĩa là thao túng, thì đó là tự mình đưa cho họ vào cái tội. Cho nên cũng phải yêu cầu theo cái điều kiện như thế nào đó thì nó mới đem lại cái lợi ích, thưa quý vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý thầy. Dạ, kính bạch quý thầy, thì tiếp lại trong cái bài kinh này, thì tại sao Đức Phật lại từ lấy cơm và sai tăng chúng là ra lấy tranh ở nhà Nang Đề Bà La? Dạ. Cái điều này á, cái khi mà Đức Phật cái Diếp đi khất thực á, lẽ ra người ta đem ta xớt ở trong cái bát thức ăn đó. Thì nó mới được phước báu rất là nhiều. Mà ở đây thì tại sao Đức Phật lấy? Là Đức Phật vì muốn tạo cái duyên lành để cho ông Nang Đề Bà La có cái phước báu, và tạo cái duyên lành cho cha mẹ của ông ta đuôi bù nữa. Cho nên Đức Phật đến đó lấy. Và khi ông ta bận công việc ông đi rồi, cha mẹ mù không có thấy đường, cho nên mới dặn cha mẹ khi có Đức Phật tới thì chỉ ở trong cái nồi cháo lớn, cái nồi nhỏ, cái cơm với cháo đó để mà lấy thức ăn đi. Và lần đầu tiên cho nên Đức Phật đến đó thì Đức Phật hỏi cho rằng là cái người hầu của quý vị đâu? Thì cha mẹ của ông Nang Đề Bà La mới nói rằng là bây giờ ông đi vắng, cho nên biết Đức Phật sẽ đến đây, cho nên Đức Phật tự tay lấy theo cái phần của mình, được nhiều ít gì đó tùy theo cái phần sử dụng của mình mà lấy. Thì Đức Phật đã lấy, và khi lấy như vậy thì cha mẹ của ông Nang Đề Bà La rất là hoan hỷ. Và khi ông về ông nghe Đức Phật mà tới lấy như vậy thì ông cũng hoan hỷ suốt cả tuần cả tháng như vậy. Cái sự hoan hỷ, cái phần hoan hỷ tột cùng khi được cúng dường cho Đức Phật, cũng như là khi mà Chư Tăng ra lấy tranh ở nhà ông. Thì như vậy cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà cúng dường đã đành, nhưng mà cái tâm có hoan hỷ hay không nữa, thưa quý vị. Cái tâm nó hoan hỷ thì nó mới đem lại nhiều cái phước báu. Còn nếu mà quý vị cái tâm nó không hoan hỷ thì cái phước báu nó ít lắm, nó không có nhiều đâu, nó chỉ là làm cho qua cái trách vụ, cái nhiệm vụ của mình thôi, cho nó không có phước báu, nó không phước báu nhiều. Bây giờ khi mà Đức Phật còn tại thế ở tại thành Ba La Nại, thì Đức Phật đi tới một cái nhà của một cái vị cư sĩ. Thì cái bà vợ thấy Đức Phật coi như hình tướng trang nghiêm là rất là hoan hỷ, muốn cúng dường lắm, nhưng ông chồng rất là keo kiết, khó chịu cúng dường. Nhưng mà khi cúng dường mất thì vợ chồng sẽ mất vui, cho nên bà không biết làm sao, bà mới múc cái nước gạo, ví dụ quyết định, nghĩa là thôi đừng cho ông chồng hay biết mất cơm mất đồ trong này. Cho nên bà ta mới dùng cái chén, cái bát đó, mới đổ cái nước cháo vô trong bát của Đức Phật. Thì Đức Phật rất là hoan hỷ tán thán. Ngài nói rằng là đem trăm voi trắng, đem chuỗi ngọc anh lạc cùng ngọc châu báu sáng để mà bố thí công đức không bằng cúng dường cho Như Lai một thì coi như là nước cháo như thế này. Thì ông chồng ông nghe ông lạ quá, ông nói cái gì đâu mà quát nước cháo mà nó ghê gớm, nghĩa là trăm voi trắng, đem chuỗi ngọc anh lạc cùng ngọc châu báu mà không tày cái nước cháo như thế này. Thì ông hỏi bà ta, nói bà mới đúc trúc cho cúng dường như Đức Phật một cái muỗng nước cháo như vậy. Thì Đức Phật nói rằng là nói như vậy thì ông ta không tin. Ông nói rằng là làm công việc chút xíu như vậy mà làm gì đâu phước báu nhiều to lớn, mà nói ngọc ngà bố thí không bằng cái đó, ông tin. Thì Đức Phật hỏi rằng là ông có thấy ông đi ngang qua ngang lại trong cái thành này không, ông có thấy cái câu đề kia không? Cái câu đề nghĩa là mỗi mùa nắng tất cả mọi người, nhiều trăm người họ ngồi đó, họ hóng mát cái câu đề, nó giờ có
nó cái câu đề nó như thế nào, hồi trước khi mà người ta ươm hay là cái hột nó nhỏ, nó bao nhiêu, nó chút xíu như hột lúa vậy, mà bây giờ nó lên đây nó bóng mát như vậy, thì khi mà cái tâm ông hoan hỷ, bà hoan hỷ mà phát tâm cúng dường như vậy, thì cái phước báo nó vô lượng và nó to lớn như cái câu đề đó. Thì sau một thời gian ngắn thì ông bà chết và được sanh lên cõi trời, hưởng cái phước báo rất là thù thắng à, Đức Phật đã thọ ký cho, và sau này trong tương lai hai ông bà đó cũng sẽ thành Phật. Cho nên chúng ta thấy làm một cái việc nhỏ nhưng mà cái tâm hoan hỷ thì cái phước báo nó vô lượng, mà nếu ngược trở lại thì sẽ bị đọa lạc. Đọa lạc chứ không phải là không, như là Đức Phổ Kiền Liên thấy mỗi con quỷ mà cứ máu me rồi dao rồi nó bay nó đâm nó làm khổ, thì hỏi con quỷ tội gì, nó con quỷ đó không biết, thì nó nói gì, thưa Đức Phật giùm hỏi tới làm sao để mà bớt cái khổ đi. Thì cái bà đó cũng hai vợ chồng, ông chồng thì nhiệt tình cúng dường lắm, nhưng mà bảo bữa cúng dường á thì cái nước mía, tự vị vị tỳ kheo đó nói rằng là chỉ đau cổ họng uống nước mía mới bớt, thì ông ta mới dặn bà đem cúng nước mía cho cái vị tỳ kheo này. Thì bà ta mới nghĩ rằng là bây giờ cúng được lần á thì người khác tới nó cúng cúng nữa là nhiều ít sao, hết sao. Cho nên bà ta đổ cái nước dơ ở trong bát cái vị tỳ kheo đó, sau đổ cái nước mía lên trên. Do vậy thì vị tỳ kheo nó mới đổ cái nước mía ra và đổ cái nước dơ đi, rửa bát sạch. Nhưng mà sau đó thì bà phải đọa trong nhiều kiếp ở địa ngục chịu cái thân quỷ như vậy đó, chứ không phải ăn cái miếng của đàn na tín thấy mà dễ đâu, thưa quý vị. Dạ. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý thầy. Dạ, và chúng con cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Mọi thắc mắc về nhu cầu tâm linh cũng như những câu hỏi về Phật Pháp, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Chùa Đường Ngự và Chùa Diệu Pháp ở số phone hiển thị trên màn hình. Kính chúc quý vị thật nhiều an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhau.